Sau khi chi 3 tỷ để trở thành con gái, Lâm Khánh Chi lại có quyết định táo bạo. Mỹ nhân chuyển giới tiếp tục hành trình để trở thành một phiên bản hoàn hảo. Trao đổi với chúng tôi, Lâm Khánh Chi xác nhận ngày 22 tháng 10, cô sẽ sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giọng nói. Cô cho biết, sau ca mổ, rất có thể cô sẽ mất đi giọng hát. Song theo ca sĩ, để trở thành một phiên bản hoàn hảo đôi khi bản thân phải đánh đổi nhiều thứ. Lâm Khánh Chi cho biết, ca phẫu thuật thay đổi giọng nói sẽ trải qua 4 giờ hôn mê, chi phí 5.000 đô la Mỹ, khoảng 120 triệu đồng. Mất khoảng 2 tháng hồi phục. Trợ lý Song Duy sẽ đi cùng ca sĩ và chăm sóc cô nhiều ngày tại Thái Lan. Theo Lâm Khánh Chi, nhiều năm trước, cô từng có ý định phẫu thuật thay đổi giọng nói nhưng không dám làm vì sợ ảnh hưởng đến giọng hát. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu công nghệ và được nhiều bác sĩ hàng đầu tư vấn, cô tự tin lên bàn mổ. Quyết định lần này của ca sĩ được bố mẹ và nhiều fan ủng hộ. Song cũng không ít khán giả cho rằng mỹ nhân chuyển giới đã quá xinh đẹp và không nên thay đổi gì thêm. Trước khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi từng là một nam ca sĩ nổi tiếng vào cuối năm 90 và thập niên 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, cô sang Thái Lan thực hiện ca đại phẫu chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ ở tuổi 35, khiến khán giả ngỡ ngàng. Để được sống thật với giới tính, Lâm Khánh Chi phải chi trả cho ca phẫu thuật 20.000 đô la Mỹ, khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn chi 100.000 đô la Mỹ, hơn 2,3 tỷ đồng, để can thiệp dao kéo nhiều bộ phận trên cơ thể để trông nữ tính nhất có thể.